Từng đi bán đây không? Nó biết ơn công nghiệp nhá. Giờ gặp ngồi chính là đang mong rồi sáng gặp anh ấy vua luôn con ngựa mà la bông ra. Con thấy cái này vô cái chân mình này quá. Con ngựa ăn gì đó. Rồi mua con ngựa cho con ngựa. Kéo cái bên ở dưới có miếng sắt đó em, cầm cái miếng sắt ở dưới đừng có cầm cái cương. Không, cầm cầm cho bản nó cầm cương nào đi vậy? Chừng nào đi cầm sắt đó. Nào nào đây. Ơ cho em cái mũ chứ, quên mũ rồi. Lấy mũ đây không? Ơ đúng rồi, ui dồi ôi hay quá. Đây. Ok luôn. Đó. Ừ, má đúng luôn. Ờ đúng luôn á. Em út về muốn chờ muốn gian tay mình được luôn. Quay đây, quay đây, quay đây. Không quay nhìn qua bên kia. Rồi. Để qua bên đây chụp. Chụp này, chụp em đang vuốt con ngựa nè. Nó qua anh kia rồi mẹ ơi. Bước. Thẳng lưng lên. Cong mông lên đó. Lục ra đúng rồi. Cô ngàn có anh chị nào cởi không? Vừa đi cởi dễ lắm anh ơi, muốn 10.000 à. Có đi không? Đi chút kia làm theo đi được không? Chú dắt đi con không dám đi. Bám vô cái cây sắt đó để chú bám bám cái sắt đó. Ờ rồi. Đó. 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 Cảm sát. Trời má ghê quá chú. Ê ê anh. Nhìn mặt má thấy. Được, dán địa phương. Dán cơ ngựa chuẩn vô. Chào má. Thôi được rồi chú ơi.